một địa phương từng là tâm dịch của cả nước nhưng không mua kit test của Việt Á. Số ca tử vong tăng, Bộ Y tế triển khai chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ, giảm tử vong. Nhiều F0 nói bị bỏ quên, Hà Nội cần tăng cường nhân lực cho y tế phường. Quý vị đang đến với bản tin dịch bệnh COVID-19 trên kênh Tin Tức Việt. Mời quý vị cùng cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, số ca mắc mới và tình hình điều trị COVID-19 ngay sau đây. Một địa phương từng là tâm dịch của cả nước nhưng không mua kit test của Việt Á. Vào tháng 5 và tháng 6 năm 2021, trong thời điểm Bắc Giang là tâm dịch, tỉnh nhận được sự hỗ trợ của cả nước để thực hiện nhiệm vụ chống dịch. Ngày 22 tháng 12, ông Từ Quốc Hiệu, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết, qua rà soát trong gần 2 năm thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đều không ký hợp đồng mua máy móc, trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Việt Á. Theo ông Hiệu, vào tháng 5 và tháng 6 năm 2021, trong thời điểm Bắc Giang là tâm dịch, tỉnh nhận được sự hỗ trợ của cả nước để thực hiện nhiệm vụ chống dịch. Thời điểm đó, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã chung sức đồng lòng hỗ trợ Bắc Giang máy móc, vật tư, trang thiết bị y tế. Bởi vậy, tỉnh Bắc Giang đã chủ động được nguồn sinh phẩm và máy móc phục vụ xét nghiệm. Trước khi mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, ngành y tế Bắc Giang đều tham khảo giá công khai tại cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và thực hiện đúng các quy định về đấu thầu, đầu tư mua sắm công, các thiết bị, sinh phẩm đều mua với giá phù hợp, thấp hơn mức niêm yết. Được biết, đến thời điểm này, trung bình mỗi ngày trên địa bàn tỉnh sử dụng khoảng 5.000 test xét nghiệm. Mới đây, tập đoàn Vingroup tài trợ cho tỉnh Bắc Giang 200.000 test xét nghiệm. Hiện trên địa bàn tỉnh sử dụng số test này phục vụ công tác xét nghiệm. Trước đó, C03 Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, cùng các bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo điều tra, tháng 4 năm 2020, Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19. Đến nay, Công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm COVID cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết, để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Phan Quốc Việt và nhóm của Công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào, đưa vào thuyết minh cơ cấu giá, xác định giá bán là 470.000 đồng một kit. Thỏa thuận và chi tiền phần trăm hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm. Đến nay, bước đầu cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã làm rõ sai phạm trong việc Công ty Việt Á bán kit xét nghiệm COVID-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Việt đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương, số tiền gần 30 tỷ đồng. Hiện cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với tất cả các cá nhân, đơn vị liên quan để làm rõ bản chất của vụ án, yếu tố tư lợi, rà soát, kê biên tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho nhà nước. Số ca tử vong tăng, Bộ Y tế triển khai chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ, giảm tử vong. Mới đây, Bộ Y tế đã có công điện về việc tiếp tục triển khai các giải pháp giảm tử vong do COVID-19. Trong công điện này, Bộ Y tế có nêu, trong thời gian qua, với sự quyết liệt của hệ thống chính trị, sự chỉ đạo sâu sát của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ban ngành, làn sóng dịch thứ tư đã từng bước được khống chế, ngăn chặn tại nhiều địa phương. Số ca mắc và tử vong gia tăng. Các tỉnh, thành phố đang chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tuy nhiên hiện nay, số ca mắc tại các tỉnh, thành phố gia tăng, đặc biệt trên thế giới, đã xuất hiện biến chủng mới siêu lây nhiễm có thể gây tác động rất lớn đến hệ thống y tế. Để công tác điều trị COVID-19 tốt hơn, Bộ Y tế, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo các nội dung sau. Rà soát khả năng đáp ứng của các cơ sở thu dung điều trị COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều trị các tuyến, cung ứng và đảm bảo đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trang phục phòng hộ cá nhân, đảm bảo oxy từ tuyến cơ sở đến bệnh viện các tầng 1, 2, 3. Tiếp tục đầu tư nguồn lực để mở rộng, tăng cường năng lực hồi sức tích cực theo đề án số 3616 QĐ-BIT ngày 29 tháng 7 năm 2021. Huy động các cơ sở y tế của nhà nước và tư nhân tham gia điều trị COVID-19 và thực hiện mục tiêu kép, vừa triển khai khám chữa bệnh thông thường, vừa tham gia điều trị hồi sức tích cực COVID-19. Rà soát, rút kinh nghiệm và khắc phục bất cập trong việc tổ chức, quản lý, điều hành thu dung, điều trị người bệnh COVID-19, trong đó có việc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương. Phân loại nguy cơ người nhiễm. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầy đủ việc phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị theo quyết định số 5525 QĐ-BIT ngày 1 tháng 12 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Y tế ngay từ trạm y tế, tổ COVID cộng đồng đến cơ sở thu dung điều trị. Trạm y tế lập danh sách các trường hợp F0 tại nhà và phân chia theo các nhóm nguy cơ để quản lý, theo dõi chặt chỉ số SpO2 để đánh giá trường hợp tăng nặng và chuyển tuyến kịp thời. Các cơ sở thu dung điều trị phân loại nguy cơ người bệnh ngay từ khi nhập viện, đồng thời đánh giá mức độ lâm sàng, tiến triển của bệnh để phân luồng vào các khoa bệnh phù hợp, thuận tiện cho việc theo dõi, chăm sóc điều trị. Triển khai mạnh mẽ, toàn diện chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ bằng các biện pháp rà soát các đối tượng chưa được tiêm đủ vaccine phòng COVID-19, đặc biệt chú trọng các đối tượng nguy cơ cao và rất cao, người trên 50 tuổi, người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch. Theo quyết định 5525 QĐ-BIT đã tiêm đầy đủ vaccine ngay đủ liều và phòng chống lây nhiễm cho đối tượng nguy cơ. Cập nhật và áp dụng các hướng dẫn điều trị, tăng cường theo dõi tình trạng người bệnh để tiên lượng sớm, kịp thời phát hiện các dấu hiệu tăng nặng. Quan tâm cung cấp dinh dưỡng, nước uống đầy đủ cho người bệnh, tăng cường kết nối, hội chuẩn, tư vấn điều trị từ xa. Sở Y tế và các bệnh viện tầng 3 phối hợp hoạt động chuyển tuyến giữa các cơ sở điều trị, chỉ đạo tư vấn, hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện tuyến dưới. Bố trí mỗi bệnh viện điều trị COVID-19 có ít nhất 2 tầng điều trị để thuận tiện trong điều trị và chuyển tầng nội viện, tuyệt đối tránh tình trạng chuyển tầng khi quá muộn. Củng cố hệ thống cấp cứu, vận chuyển người bệnh từ cộng đồng đến bệnh viện và giữa các bệnh viện. Rà soát lại công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh môi trường bề mặt, tăng cường thông khí của toàn bộ các buồng bệnh, khu điều trị người bệnh COVID-19, xây dựng lại kế hoạch nhân lực, ca kíp, hạn chế tối đa việc nhân viên y tế trực quá 8 tiếng một ngày. Bổ sung các chính sách, chế độ cho nhân viên y tế, chăm sóc người nhiễm. Tiếp tục huy động sự tham gia của cộng đồng và mạng lưới các tình nguyện viên, thầy thuốc đồng hành, tổ chức thiện nguyện, người có tâm huyết, người bệnh COVID-19 đã bình phục, y tế tư nhân, chính quyền cơ sở, tổ dân phố cùng tham gia vào tư vấn điều trị, chăm sóc, quản lý người nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà. Khi cần thiết, huy động người nhà, đội ngũ tình nguyện và chăm sóc, theo dõi người bệnh tại các cơ sở điều trị. Đặc biệt quan tâm xây dựng bổ sung các chính sách, chế độ và hình thức động viên cụ thể bằng tài chính và phi tài chính với đội ngũ nhân viên y tế và mạng lưới tham gia tư vấn điều trị, chăm sóc người nhiễm SARS-CoV-2, người làm việc tại các trung tâm hồi sức tích cực và cơ sở thu dung điều trị COVID-19. Động viên, hỗ trợ tâm lý nhân viên y tế, những người làm việc trong khu điều trị COVID-19 dài ngày, căng thẳng kéo dài, chịu nhiều áp lực và gánh nặng chống dịch. Áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin để quản lý ca bệnh và điều hành quản lý, củng cố công tác thống kê, báo cáo các địa phương và trên phần mềm https://cdc.kcb.vn để có các thông tin và chỉ đạo chính xác kịp thời. Cập nhật theo dõi tình hình thu dung, theo dõi điều trị người bệnh tại các tầng và số giường trống để tiếp nhận bệnh nhân mới, kiểm tra, đánh giá, phân công công tác điều trị trong giai đoạn trước để rút kinh nghiệm và điều chỉnh cho hợp lý. Nhiều F0 nói bị bỏ quên, Hà Nội cần tăng cường nhân lực cho y tế phường. Nhiều F0 tại Hà Nội phản ánh không nhận được thuốc hay sự tư vấn từ nhân viên y tế dù đã có kết quả xét nghiệm dương tính nhiều ngày. Nhiều F0 phản ánh bị bỏ quên. Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Văn An, quận Hai Bà Trưng cho biết gia đình có 6 người thì có 3 thành viên mắc COVID-19. Một F0 mang bệnh nền, chưa tiêm vaccine COVID-19 đã được đưa đi điều trị tập trung sau 3 ngày chờ đợi. Tuy nhiên, hai F0 còn lại là vợ con anh sau 4 ngày vẫn chưa nhận được sự tư vấn giúp đỡ từ nhân viên y tế địa phương. Hai mẹ con có cùng triệu chứng là ho và sốt, vợ tôi thì đôi lúc có khó thở, SpO2 dưới 90. Mấy ngày qua, gia đình chỉ dùng thuốc tự mua có sẵn trong nhà, không được phát thuốc hay hướng dẫn dùng thuốc thế nào cả, anh An tâm sự. Anh cho biết điều gia đình quan ngại nhất là vấn đề cách ly, khử khuẩn như thế nào để tránh lây nhiễm chéo cho các thành viên còn lại trong nhà cũng chưa nhận được sự tư vấn. Hiện nay, anh An cùng những người còn lại tự lên tầng trên để cách ly với hai F0. Dù có cách ly theo tầng, chúng tôi vẫn hoang mang. Chưa kể trong số F1 còn có cháu nhỏ chưa được tiêm vaccine, anh nói. Người đàn ông này cũng chia sẻ gia đình hiểu sự vất vả của nhân viên y tế nên không muốn đòi hỏi, tuy nhiên rất mong nhận được sự quan tâm, hướng dẫn để yên tâm điều trị, cách ly tại nhà. Chị Trần Mai Anh, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai thì tâm sự. Gia đình có 3 người, trong đó có chồng và con trai 4 tuổi hiện đã là F0. Hiện bé sốt cao theo cơn và có ho. Con chồng chị xuất hiện sổ mũi, đau họng và ho nhiều. Thấy con sốt cao, chị báo y tế phường nhưng gần 2 ngày vẫn chưa thấy ai tới nên rất lo lắng. Gia đình chúng tôi đã chuẩn bị thuốc rồi, chỉ mong được kiểm tra sức khỏe để có phác đồ, hướng dẫn điều trị. Nhân viên y tế có hẹn qua nhưng vẫn chưa thấy đâu, chị Mai Anh nói. Phạm Hải Linh, 23 tuổi, F0 ở huyện Thanh Trì, vừa được đưa đi điều trị tập trung tại một trạm y tế lưu động sau vài ngày tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Linh tâm sự, ban đầu cô nghĩ vào trạm y tế sẽ có nhân viên y tế theo dõi hàng ngày và phát cho thuốc uống. Tuy nhiên ở khu điều trị, cô chỉ được phát đồ dùng vệ sinh cá nhân, phát cơm hàng ngày, chứ không được cấp thuốc hay thăm khám. Linh có triệu chứng ho và đã có báo cáo, nhưng không thấy nhân viên y tế phản hồi nên tự dùng thuốc họ mang theo từ nhà. Cô được dặn dò nếu có triệu chứng bất thường thì thông báo ngay cho trạm y tế lưu động.
Với tình hình thế này thì mình nghĩ cách ly điều trị tại nhà còn tốt hơn. Phòng mình có 4 người, không quá bất tiện, nhưng đồ ăn thì khá ít cho một người đang bệnh, cô cho hay. Y tế phường phải làm việc gấp 4-5 lần để đáp ứng công việc khi F0 tăng. Thông tin với phóng viên vào ngày 21 tháng 12, một lãnh đạo ngành y tế quận Hai Bà Trưng cho biết đã có chỉ đạo trạm y tế phường quan tâm sâu sát hơn với các F0 đang cách ly điều trị tại nhà. Hiện quận đã đưa vào triển khai phần mềm quản lý F0 tại cộng đồng. Vị này cũng cho hay do số lượng thuốc có hạn, F0 sẽ được phân loại và không phải trường hợp nào cũng được phát thuốc. Một trạm phó trạm y tế tại quận Hoàng Mai chia sẻ, trạm hiện có 10 nhân viên, thực hiện cùng lúc rất nhiều công việc. Ngoài theo dõi, chăm sóc F0 điều trị tại nhà, còn tiêm vaccine COVID-19, lấy mẫu trường hợp ho sốt cộng đồng, khoanh vùng xử lý ca nhiễm mới, làm các công việc hành chính. Chưa kể một số lượng lớn F1 đang cách ly tại nhà cũng cần theo dõi, quản lý. Mỗi ngày, y tế phường còn tiếp nhận và giải đáp, tư vấn rất nhiều thắc mắc cho bà con. Rất vất vả vì người thì mỏng, việc thì nhiều. Giai đoạn này, chúng tôi hôm nào cũng đi sớm về muộn, chị tâm sự. Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai, các trạm y tế phường hiện đang đảm đương cùng lúc rất nhiều nhiệm vụ, chỉ với đội ngũ nhân lực từ 8 đến 10 người ở mỗi trạm y tế sẽ là gánh nặng rất lớn. Các cán bộ y tế hiện phải làm việc gấp 4 đến 5 lần so với khối lượng công việc bình thường, hầu như không có ngày nghỉ, vị này nói. Để giảm bớt sự quá tải cho y tế phường, Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai đã có phương án huy động lực lượng cán bộ y tế của các phòng khám đa khoa trên địa bàn tăng cường cho công tác lấy mẫu, làm xét nghiệm để điều tra, truy vết, điều trị F0 tại cộng đồng. Cần nhanh chóng tăng cường nhân lực cho y tế phường. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn thành phố Hà Nội, thành phố nên nhanh chóng tăng cường nhân lực cho y tế phường, kêu gọi các bệnh viện tư nhân, nhà thuốc, các thầy thuốc nghỉ hưu, các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ, đồng thời phân chia đầu việc rõ ràng để lực lượng y tế phường không phải cùng lúc đảm đương quá nhiều nhiệm vụ. Ví dụ vấn đề giám sát và hướng dẫn cách ly, hậu cần cho F0 khoanh vùng có thể giao cho lực lượng khác như tổ dân phố, tổ COVID-19 cộng đồng. Vấn đề giải pháp tư vấn bệnh cho F0 nên huy động nhóm y bác sĩ, dược sĩ có kinh nghiệm đã nghỉ hưu hoặc nhân viên y tế các phòng khám tư trên địa bàn tham gia, Phó Giáo sư Hùng nêu ý kiến. Ông nhấn mạnh, khi số nhiễm lớn, điều rất quan trọng là phải có nhiều kênh thông tin liên lạc thường trực 24/24, giao trách nhiệm rõ ràng để người bệnh có thể xin tư vấn từ xa, yêu cầu hỗ trợ khi cần. Dù có triển khai biện pháp nào thì việc đảm bảo đời sống sinh hoạt, sức khỏe, tính mạng người dân vẫn phải đặt lên hàng đầu. Nếu các bệnh nhân ở nhà mà gọi đến mấy tiếng đồng hồ vẫn không được giải đáp thì không ổn. Khi mắc bệnh, tâm lý họ rất lo lắng, cần sự tư vấn chính thức, Phó Giáo sư Hùng chia sẻ. Về vấn đề triển khai trạm y tế lưu động để điều trị tập trung F0, Phó Giáo sư Hùng nêu quan điểm, các đơn vị này chỉ nên nhận nhiệm vụ thu dung cấp cứu ban đầu những F0 điều trị tại nhà trở nặng, có biểu hiện khó thở, sốt cao. Đặc biệt, trạm y tế lưu động phải được bố trí nhân lực đầy đủ, tránh trường hợp một vài nhân viên y tế chăm sóc cho cả trăm F0. Khi điều trị tập trung, cán bộ y tế không chỉ thăm khám mà còn phải lo về mặt hậu cần, chăm sóc hàng ngày cho người bệnh. Nếu số F0 quá lớn, trạm y tế lưu động quá tải có thể dẫn đến tác dụng ngược, tức là bệnh nhân không được chăm sóc đầy đủ, thậm chí có nguy cơ chuyển nặng. F0 nhẹ hoặc không triệu chứng tốt nhất là tự cách ly, theo dõi y tế tại nhà để tránh quá tải cho trạm y tế lưu động, Phó Giáo sư Hùng nói. Cũng theo ông, mỗi người dân cần chủ động lập phương án về nơi cách ly, hậu cần, thuốc men, thuốc hạ sốt, vitamin, phòng tình huống bản thân gia đình nhiễm COVID-19. Rộng hơn từng tòa nhà, khu nhà, tổ dân phố nên hỗ trợ người dân xác định trước trường hợp nào đủ điều kiện cách ly tại nhà để sẵn sàng đáp ứng khi có F0. Nếu có ca nhiễm rồi mới chờ y tế, chính quyền tới khảo sát thì sẽ rất mất thời gian, thậm chí có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh do phải chờ đợi chính quyền ra quyết định hình thức cách ly tại nhà hay tập trung, Phó Giáo sư Hùng cho hay. Quan trọng nhất, ngành y tế cùng chính quyền cơ sở phải có phương án đảm bảo chăm sóc y tế cho người dân như chuẩn bị và phát đủ các túi thuốc, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn thăm khám cho F0 khi họ cần hỗ trợ. Bên cạnh đó, đảm bảo ứng dụng vận chuyển, thu dung bệnh nhân nếu họ chuyển nặng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục mới nhất và chính xác nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và thế giới trong các bản tin kế tiếp được phát sóng hàng ngày, hàng giờ trên kênh Tin Tức Việt. Tạm quên đi những tin tức dịch bệnh chúng tôi vừa đề cập, mời quý vị cùng chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác.